xin kính chào tất cả quý khách hàng các cô chú và các anh chị em đến với kênh hồng thanh hàng thùng Em Thanh xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một ngày mới nhiều niềm vui và luôn tràn đầy năng lượng. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho mọi người. Ngày hôm nay thì em Thanh sẽ lên uh, các mã là quần jean và áo jean các anh các chú ạ. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng mà em bán rất là nhiều rồi các anh các chú mà mình đã theo dõi kênh của em thì biết ạ. Và ngày hôm nay thì em uh, vừa mới về, về mấy ngày hôm nay thì em đã trả tất cả các đơn cho các anh các chú rồi. Và còn một ít sản phẩm nữa cho em lên. Để các anh các chú mình tiếp tục tiếp tục đặt hàng và em Thanh sắp tới lại về thêm số lượng hàng rất là lớn. Nếu mà các anh các chú mình đặt sau ấy thì vui lòng chờ em một xíu ạ để em hàng về em sẽ gửi luôn cho mọi người. À, và các anh các chú biết đấy, vào cái thời điểm thời tiết này thì rất là phù hợp để các anh các chú mình diện những chiếc quần jean dài và những chiếc áo jean các anh các chú ạ. À, đặc biệt là cũng sắp vào cái mùa đông và cũng vào đợt uh, Tết rồi. Mình tranh thủ mình mua đi để tránh cái trường hợp cuối năm mình mới đi mua thì giống như năm ngoái đấy có rất là nhiều khách hàng đến tận cái tháng Tết mới đi mua thì uh, em không đủ size này hoặc là đến khi mà em đủ size rồi về ship không kịp cho các anh các chú để mình diện Tết và du xuân. Và ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh chú mình đặt hàng và nhận hàng. Còn trong trường hợp các anh các chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do bất khả kháng mình không nhận thì vui lòng thanh toán phí ship giúp em Thanh là 30 000 ạ. À. Hôm nay thì em Thanh uh, sẽ có mấy cái mã áo ấy. Uh, đây ạ, vẫn là như mọi lần bán 900 000 một sản phẩm áo của anh các chú nhá. Áo á. và quần và quần sọt thì em Thanh sẽ bán 500 000 Quần sọt bán 500 000 có ba màu, áo cũng ba màu. Quần dài thì là 650 000 các anh các chú ạ. Và các anh các chú mình mua cả bộ này, áo và quần dài thì là 1 triệu 550 và em Thanh giảm là còn 1 triệu rưỡi các anh các chú nhá Em Thanh miễn phí ship ạ à. và em Thanh đi vào chi tiết sản phẩm ngay bây giờ. Áo thì hiện tại em Thanh có 3 màu, có 3 màu là màu xanh nhạt này, màu xanh đậm này đây ạ. Màu xanh đậm nhá và màu xanh đen. Nó chất liệu này, rồi chất lượng thì nó sẽ giống nhau, hoàn toàn giống nhau chỉ là khác là cái kiểu dáng họ may khác này. Đó. Và chiếc áo xanh nhạt nhà em đây ạ nó sẽ là màu xanh nhạt, những màu này thì nó rất là dễ kết hợp. Các anh các chú mình có thể kết hợp cả bộ màu xanh nhạt hoặc là mặc một chiếc áo này với một chiếc quần kaki đều rất là ok kể cả quần túi hộp anh các chú ạ. Nó theo cái màu này thì nó theo, theo phong cách là trẻ trung bụi bặm một chút xíu, cực kỳ là trẻ trung kể cả các anh các chú mà trẻ tuổi mình vẫn mặc được. Còn uh về về những chiếc áo chẳng hạn là màu xanh đậm và màu xanh đen ấy à, thì trông nó sẽ kiểu cứng hơn các anh các chú mà thích theo cái phong cách mà lịch sự là lịch lãm thì mình có thể là chọn hai cái màu đó à, và hôm nay em thanh sẽ lên quay lại là mã di một các anh các chú nhá mã di một đây ạ là một em áo mà à, tất cả các áo nhà em thì nó đều có tác mác đầy đủ như thế này Hàng mới 100% chưa qua sử dụng Con này cái màu của nó nhá Nó sẽ quát khá là nhiều Nó giống như là một chiếc quần màu xanh nhạt như thế này này các anh chú ơi Mà em thanh bán số lượng rất rất nhiều rồi Có lẽ là không phải nói nhiều đâu ạ à, Với thiết kế đấy là Nó là may hai đường chỉ nhá áo màu xanh nhạt thì nó sẽ may hai đường chỉ này và túi của nó có hai túi trước ngực có một cái tem lì vai đỏ ở trước đây các anh chú ạ. Toàn bộ các phần cúc của nó đều có tên thương hiệu lì vai đây ạ nó là cúc đồng của anh các chú nhá cực kỳ là xịn sò luôn chất vải của nó sẽ là chất vải cốt tông chất vải cốt tông của anh các chú ạ một trăm phần trăm cốt tông mặc cực kỳ là thoải mái kể cả các anh chú ở trong miền nam mình mặc chống nắng hàng ngày hay là buổi tối mình đi đường hơi xe lạnh mình có thể khoác hay là các anh các chú mà mình thích mặc theo kiểu thời trang ấy à, thời trang phong cách thì mình luôn diện được những chiếc áo jean như thế này nhà em bán hàng rất là nhiều về cái mã áo, mã quần này thì em bán trường kỳ thôi chứ em không có đổi mẫu và cái mẫu này các anh chú nhá. Nó sẽ có hai túi ở hai bên như thế này các anh chú ạ. Và cái phần đai của nó đây, nó sẽ có hai cúc hai nấc cúc. Ờ, những cái áo mà ngày trước em thanh bán có 650 000 nghìn ấy thì nó sẽ nói chung là tiền nào của nấy thôi các anh chú ạ. Và các anh chú mình không nên so sánh bảo là chỗ này bên này bán có 300, 400 và em thanh bán 900 chỉ có người mua nhầm thôi người bán không nhầm được đâu ạ à. ờ, những chiếc áo mới mà nó chênh nhau khoảng tầm 50 ngàn đến 100 ngàn chất lượng nó đã khác rồi chứ đừng nói là mấy trăm ngàn các anh các chú nhá hay là gấp mấy lần tiền như thế cái này á, các anh các chú mà mình có thể vào store mình mua ờ, nếu mà cái hàng mà là các anh các chú mình order bên Mỹ về nếu mà ở store Việt Nam ấy thậm chí nó còn rẻ hơn là các anh các chú mình order về bởi vì là ở những cái hàng của trong ở trong store của Việt Nam ấy thường đó là made in China hoặc made in Cambodia còn ở thị trường Mỹ made in San Francisco hoặc made in Mexico ấy thì nó sẽ là nó tính theo đô giá trị nó rất là cao rồi tính phí vận chuyển nữa. Giá nó rất là cao ví dụ so với một con áo này này với một con áo mà anh đã chú order ở bên Mỹ về thì giá của nó chênh nhau khoảng tầm 3 đến hơn 3 lần. Cho nên là chất lượng con này thì là 19110 các anh các chú mình an tâm. Nhà em các anh các chú mình yên tâm kiểm tra hàng, thử hàng trước khi thanh toán á. Đúng chất lượng như những gì em Thanh nói thì mình vui lòng nhận hàng. Còn vì hoàn hàng cái quần áo jean nhà em này vô cùng ít. Một là khách hàng đấy là gọi là quá quá không nhận hàng, không xem hàng. Hai là khách hàng đặt hàng xong bom, thế thôi hoặc là đặt sai thì đặt sai số ấy thì em đổi hàng lại còn không bao giờ có chuyện là chê về chất lượng nhà em chỉ có mua thêm thôi không bao giờ chê đâu ạ Mã Z1 một anh các chú nhá là một con áo màu xanh nhạt anh các chú mình mặc nó lên ngắn một xíu chứ mình không nên mặc dài giống như là chiếc áo polo hay chiếc áo jean mã gì 1 ạ à, vai 46 bụng 50 và dài 61 này em này giá 900.000 anh các chú nhá mã gì 1 và mã gì 2 ạ à, vai 48 bụng 54 và dài 65 mã gì 2 cũng là màu xanh nhạt các anh các chú nhá có ba màu như thế xanh nhạt, xanh đậm, xanh đen. Các anh các chú mình cứ cho em chiều cao cân nặng. Với màu xanh nhạt này thì các anh các chú dưới 1,7m thì là mặt vừa đẹp ạ. À. Từ 1,7m trở xuống các anh các chú nhá. Mã G2, vai 48, bụng 54 và dài 65. Em thanh lên mã G3. Mã G3 thì là là một con màu xanh đậm các anh các chú nhá. Nó giống với quần màu xanh đậm này này. Nó giống với màu xanh đậm nhưng mà em chỉ có một size thôi ờ, tại vì em về hàng ấy các anh các chú mình cứ đặt xong rồi em trả hết hàng rồi và em bây giờ em chỉ còn cái mã này em chỉ còn một size mã C3 vai 50 bụng 56 và dài 73 các anh các chú ạ con này thì nó lại thiết kế kiểu khác nhá cúc của nó không cài lên hẳn đây mà cúc nó sẽ như thế này còn toàn bộ tác mát này nó y chang như nhau và chất lượng vải nó như nhau các anh các chú ạ kiểu dáng con này thì nó sẽ là form nó dài hơn này và cái phần phía dưới phía dưới bo này nó chỉ có một cúc cài thôi các anh các chú nhá mà con này thì nó là cúc cố định luôn nó, nó ép luôn chứ không phải là mở ra nó kiểu trang trí ấy đó còn tất cả mọi thứ tác mát này nó đều như nhau hết cúc kia các thứ nó như nhau đường kim mũi chỉ của nó như nhau và cùng là cái chỉ màu cam ạ mã z 3 vai 50, bụng 58 và dài 73 các anh các chú nhé. Con này dành cho các anh các chú mà cao cỡ khoảng tầm uh, trên 1m7 thì là sẽ mặc vừa đẹp đấy ạ d4 này thì là áo ba đường chỉ mà các anh các chú năm ngoái mua khủng khiếp mà có một đợt em bị gãy hàng ấy, tức là không có hàng để về, người ta không có hàng để gửi về cho em cái mã này. g bốn vai 50, bụng 57 và dài 72. Và các anh các chú ạ, em đang cho về thêm hàng rồi. Ờ, có cả size này có cả size lớn hơn một xíu là vai nặng tầm 51 52 ấy cho các anh các chú bụng bự đấy ạ. Mã G4 ạ vai 50 bụng 57 và dài 72 này đây con này nó đặc biệt là sẽ may kiểu ba đường chỉ ở ngực như thế này nó cực kỳ là xịn xò các anh các chú ạ đây màu của nó sẽ giống với cái màu xanh đen quần xanh đen anh các chú mình có thể ghép bộ nhá đó các anh các chú mình mà cần mặc bộ như thế nào thì cứ nói với em tuy nhiên ở cái màu xanh nhạt là dành cho các anh các chú mà từ một m bảy trở xuống thì mới mặc vừa áo còn màu xanh đậm và màu xanh đen là từ một m bảy trở lên là các anh các chú mặc vừa đẹp cho em ạ đây ạ. hoặc là những anh những chú nào mà dưới một m 7 nhưng mà bụng to hoặc là các anh chú mới thích, thích mặc kiểu dài ấy thì mình có thể mặc những con màu xanh đậm xanh đen như thế này. Riêng với con ba đường chỉ này thì em luôn rằng là cháy hàng. Cháy hàng liên tục anh các chú ạ, cứ về xong lại hết và hôm nay thì còn uh, họ trả cho em được uh, 10, được 17 18 con ấy thì em thanh bây giờ còn 10 con đây. Mã di 4 ạ, 900 000 một áo anh các chú nhá, miễn phí ship. Các anh các chú mua lẻ cũng được, mua ghép bộ cũng được ạ. Uh, và em thanh sẽ vào quần quần thì em Thanh sẽ lên quần sóc trước các anh các chú nhá và uh, cái bảng size ấy, thì em Thanh sẽ ghim trên màn hình để các anh các chú mình tiện theo dõi. Em Thanh sẽ có size là từ size 29, từ size 29 đến size 36 36 cộng các anh các chú ạ. Ví dụ là các anh các chú mình cứ, cứ để ý nhá. Uh, cái bảng size em Thanh ghim ấy ạ ví dụ là size 29 thì là tương đương với bụng 78 đấy thì các anh các chú nắm được cái số đo vòng bụng của mình hoặc các anh các chú mình đã mua hàng rồi thì mình biết cực kỳ là dễ mặc riêng những cái phong quần ngắn hay quần dài này để cả uh, thì các anh các chú ấy mặc theo cái phong cách là nó đơn giản thôi nó kiểu là kiểu cổ điển cực kỳ dễ mặc anh các chú ạ cái của nó là 506 các anh các chú ạ 500 ngàn một sản phẩm đó con này thì với chất vải của nó cũng là chất vải cốt tông không co giãn cực kỳ xịn sò toàn bộ cái phần uh, toàn bộ kể cả quần ngắn hay quần dài nhà em nó đều là may nó đều là may cái đường cái chỉ vạ chỉ cam gì. này em thanh cũng có ba màu xanh nhạt này xanh đậm và xanh đen đây ạ cực kỳ là đẹp luôn nó cùng may kiểu dáng giống nhau nó chỉ khác là uh, màu sắc thôi còn cái thông số thì nó như nhau các anh chú mình cứ nắm được cái số đo vòng bụng là mình mua là dễ dàng đây ạ toàn bộ cái phần quy của nó nhá nó đều có tên thương hiệu lý vai này cúc đồng khuy của nó đây từ những khuy nhỏ cũng là cũng là đồng hết các anh các chú nhé và có tên thương hiệu. Đó, khóa đây ạ. Cực kỳ là xịn xò luôn cho em. Kiểu dáng là may vô cùng đơn giản, dễ mặc. À, đó, em thanh uh, ghim trên màn hình nhá. Bụng a uh, uh, size size 29 là bụng 78 này, size 30 là bụng 80. Uh, size 31 thì là bụng 82, size 32 là bụng 84. <laughs> size 33 bụng 86 và nó không có size 35 nhá. Size 34 cộng ạ, 34 cộng thì bụng 90. Size 36 thì là bụng 92 còn có size đại nữa thì là lên đến bụng 96 98. Các anh các chú mình cứ cho em số đo. Em sẽ lựa được đúng cái vòng cái vòng bụng của các anh các chú và cái quần để vừa với các anh các chú á. 70 cân nhưng có anh có chú thì mặc size 32, có anh có chú thì mặc đến size 35. Cho nên là mọi người cứ nắm được số đo cho em nó dễ Đây, cách đo nhá các anh các chú lấy một cái quần vừa. Các anh các chú mình đang mặc vừa ấy ạ mình đặt ngang như thế này xong mình lấy cái thước mình đo nó như thế này xong mình nhân đôi lên ví dụ như con này là đang size 30 này đo là 40 tức là bụng 80 đó thì các anh các chú mình đo như thế cho em và cho em cái số đo vòng bụng để em gửi cho nó đúng chẳng hạn anh các chú muốn mua quần sót màu xanh nhạt thì bà Thanh ơi cho anh cái quần sót xanh nhạt size 32 hay là Thanh ơi cho anh cái quần màu xanh đen dài size 36 thế là em Thanh gửi đúng sai thôi hoặc là cứ cho em số đo vòng bụng em tư vấn nhé đó em sẽ có 3 màu các anh các chú ạ đây là xanh nhạt này xanh đậm và xanh đen và 500 trăm ngàn một sản phẩm các anh các chú ạ hàng cực kỳ đẹp luôn các anh các chú những anh những chú kể cả đã mặc của hàng của uh, mỹ chuẩn mỹ order mỹ nhá về vẫn thích những quần này vẫn mặc được không hề chê bởi vì cái giá thành của nó chỉ bằng một phần mấy thôi mà chất lượng một chín một mười các anh các chú ạ hàng lô hàng uh, để bán hàng mới thế này, này đã có sự trải nghiệm của người nhà em rồi mặc rất là thích mặc cực kỳ là thoải mái và cái số tiền mình bỏ ra ấy nó ít hơn cả so với cái chất lượng mà mình nhận lại các anh các chú yên tâm điều đó. Còn em xanh sẽ đi vào quần dài này. Màu xanh nhạt này, xanh đậm và xanh đen đó. Và với form này thì mặc cực kỳ là dễ dàng. Nó không phải là ống bó vào và cũng không phải là cái ống rộng. Các anh các chú mà hỏi em là ống có được đến ba không thì không có nhá. Ống nhà em, ống quần nhà em tầm uh, tức là quần quần size nhỏ thì ống nó nhỏ xong mình tăng size lên thì ống nó rộng hơn thôi. Uh, quần chẳng hạn là size 29 thì tương đương với cái ống của nó tầm 18,5 cánh các nhà chú ạ. Và cứ tăng dần tăng dần đến gần tầm size 36, size 36 cộng thì ống quần nó cỡ khoảng được tầm 21 thôi. Nó cực kỳ là dễ mặc cái form này. Đó, nó cái form này nó cực kỳ là em nghĩ là các các chú ai cũng có thể mặc được, nó không bó quá, nó không rộng quá. Tùy theo gu của các các chú thôi nhá. Đây ạ một chiếc quần dài tất cả các khuy cúc của nó đây nó đều là đều là như một chiếc quần lì vai của mỹ cực kỳ xịn sò tem mát đầy đủ cho em đừng ai hỏi em là hàng mới hay hàng cũ nhá đây tác mát đầy đủ như thế này và số lượng hàng nó khủng như thế này thì lấy đâu ra mà hàng cũ đúng không ạ và em bán 650.000 năm mươi một chiếc quần 650.000 năm mươi một chiếc quần um, dài các anh chú nhá các anh chú mình mua đi chẳng hạn là những anh những chú mà mình thích mặc kiểu cổ điển ấy Thích, thích kiểu đứng tuổi thì các anh các chú mình có thể lựa chọn hai màu màu xanh đậm và màu xanh đen còn các anh các chú mà đã có màu xanh đậm nhiều rồi màu xanh đen rồi thì mình mua thêm màu xanh nhạt cực kỳ là dễ mặc tùy theo phong cách của các anh các chú cái này thì các anh các chú mình có thể kết hợp với lại áo sơ mi à, áo polo áo thun rồi là cái áo jean rồi là thậm chí là mặc áo vest mùa đông cực kỳ là dễ mặc anh nhá chú ạ con này nó cũng là chất liệu giống như, như áo với quần kia 100% phần trăm cốt tông nó sẽ không co giãn nhá tuy nhiên mặc nó sẽ cực kỳ thoải mái bởi vì là em nói thật là nhà em cũng lấy những cái, cái chất liệu mà hàng co giãn rồi nhưng mà về ấy, về thì cũng có giặt vài lần thì em thấy rằng là nó sẽ không đứng form bằng cái quần mà không co giãn đâu anh nha chú ạ mặc con này thì nó rất là thoải mái luôn nó sẽ nó sẽ kiểu là là cốt tông cho nên là nó không hề bị nóng bí và cái form quần của nó nó không phải là bó thịt lấy người của anh các chú ấy rất là dễ mặc anh các chú ạ phía đằng sau của nó nhá phía đằng sau của nó này nó sẽ có một cái tem đỏ nữa và nó may rất là đơn giản thôi nó may cực kỳ đơn giản càng đơn giản thế này nó càng trường tồn với thời gian đây là cái màu xanh truyền thống em thanh bán 650 trăm năm một sản phẩm quần jean này nhá còn nếu mà anh các chú mà mình không nắm được cái số size. thì cứ cho em số đo vòng bụng ạ là em sẽ tư vấn được anh các chú nhá đây phần ống của nó đây các anh các chú ạ nó quát nó quát rất là đẹp. Nếu à, còn trong trường anh em chú mình mặc bị dài, bởi vì là chiều cao của người Việt Nam mình thì uh, không phải là ai cũng có cái chiều cao tiêu chuẩn. Cho nên nếu các anh em chú mình mặc dài này, thì các anh em chú mình có thể lên like cho em. Đây mình có thể xem cho em nhá. Đây ạ. Nó rất là vừa vặn, nó không hề bị lệch nhiều đúng không ạ? Cho nên các anh em chú mình mà lên like, thì mình vui lòng nói với thợ ấy là người ta cắt, người ta cắt cái like này này nối gấu vào cho mình giữ nguyên cái like chứ mình đừng bỏ cái like này đi nếu bỏ cái like này đi các anh các chú mình gập nó lên ấy may một cái đường gập vào thôi ấy nó mất form quần các anh các chú ạ còn các anh các chú mình giữ lại cái like này cho em đảm bảo không mất form dáng bởi vì nhà em có những anh những chú cắt đi quần nó chỉ còn đến 94 95 thôi vẫn mặc rất là đẹp cực kỳ là đẹp luôn ấy em luôn tự tin về cái dòng này như thế cho nên là em em ôm số lượng hàng nó nhiều lắm anh ạ chú ạ không ít đâu mỗi lần em ô, em thanh ôm nó số lượng là mấy trăm con chứ không phải là số lượng ít bởi vì em bán rất là khủng khiếp có những anh những chú nếu em nói sai thì sẽ bị mất lộc đúng không ạ em mình bán hàng mà có những anh những chú mua đến tám cái còn nhà em thì các anh chú biết rồi đấy ạ thì nó chất lượng nó như thế nào đây nhá 650 000 năm một sản phẩm còn riêng về cái màu xanh đen này màu xanh đen này thì em thấy là nó cực kỳ là đẹp anh nha chú ạ, nó rất là đẹp anh ơi. đường kim mũi chỉ may chuẩn chỉ và cái màu của nó cực kỳ là đẹp anh nha chú ạ. Và em đặc biệt lưu ý ạ, nếu mà lần đầu tiên các anh chú mình giặt đấy, giặt con này này thì mình giặt nước lạnh, mình giặt nước lạnh thôi, mình và mình giặt riêng nó ra. Có những con hàng hiệu, những con những con hàng hiệu đắt tiền ấy, như kiểu quần ông địa hay gì đó, nó rất là đắt đúng không ạ? Nhưng mà mình về giặt lần đầu tiên nó vẫn ra nước màu mà. Những con quần màu đậm cho nên mình giặt riêng ra rồi từ lần sau mình hãy giặt chung với lại các quần khác tuy nhiên quần áo tối màu giặt với tối màu sáng màu giặt với sáng màu thì nó có bền của bền tại người các anh các chú ạ những con quần con áo mà như kiểu Burberry hay là mấy con Gucci các thứ mà các anh các chú mình không giặt phân loại mình cứ quăng vào máy giặt mình giặt thì em nói thật là quần không quần áo nào nó chịu được kể cả là quần áo mấy chục triệu đó anh các chú nhá 650.000 một sản phẩm cực kỳ là xịn xò như thế này Áo thì các anh các chú mình cứ cho em chiều cao cân nặng và cái màu mà mình lựa chọn quần thì cho em số đo vòng bụng để em tư vấn cho dễ dàng à, và em Thanh uh, sẽ xin dừng clip tại đây ạ à. em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và xin hẹn lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo à. em xin cảm ơn và xin chào.